Em thầy xin chào tất cả các bạn yêu lan nhé. Đây, hôm nay lại tiếp tục vào video và chia sẻ cho các bạn những dòng lan tại vườn em nhé. Đây, đây trên tay em cầm là một cái giò giá hương tam bảo sát nhé. Đây, giá hương tam bảo sát này, xếp dục này các bạn ạ, xếp dục này, toàn hàng xếp dục nha các bạn nha, rất là đẹp luôn, như thế này rất là đẹp luôn, cây nào cũng như cây nào các bạn ạ. Đây vẫn còn ngồng hoa nha các bạn nhé, còn mấy ngồng bên này thì nở héo hết rồi. Còn một ngồng đấy thôi, còn mỗi một ngồng đấy thôi, có mỗi một ngồng đấy thôi nha các bạn nha. Đây là hàng xếp dục các bạn ạ, giá hơn ta bỏ sát xếp dục này, rất là đẹp luôn, lá rất là xếp luôn, như thế này các bạn ạ, như thế này rất là đẹp luôn, toàn hàng xếp dục như thế này rất là đẹp luôn. Cái giò này em chia sẻ cho các bạn là 900.000 cho hình số 6 nha, giá hương tam bảo sát xếp dục rất là đẹp luôn, có 2 4 6 8 10 12 cây nha các bạn nha, 12 cây xếp dục như thế này rất là đẹp luôn, 900.000 cho hình số 6, giá hương tam bảo sát xếp dục cho các bạn về siêu tập chơi. Đây em lên cho các bạn này, đây là những trụ giá hương tam bảo sát này, những trụ giá hương tam bảo sát này rất là đẹp luôn các bạn. Cái trụ này có 1 2 ngồng hoa, em thấy có 2 3 ngồng hoa, 3 ngồng hoa nha các bạn nha, em thấy có 3 ngồng hoa rất là đẹp luôn, 3 ngồng hoa như thế này rất là dài và rất là đẹp. Cái giò này cũng phải tầm 35 cây nha các bạn nha, 35 cây cũng phải tầm 35 cây. Đây đằng sau này các bạn này, đằng sau này gần như là gần kín hết rồi các bạn. Cái trụ này em bán cho các bạn là 650.000 cho hình số 7, rất là đẹp luôn, một cái trụ rất là to và là toàn mấy cái cây siêu xếp thôi các bạn, rất là xếp luôn, rất là đẹp luôn. Cái giò này chia sẻ cho các bạn là 650.000 cho hình số 7, giá hương tam bảo sát nha. Đây em chia sẻ tiếp cho các bạn những trụ này, trụ này thì cây nó to như nhau, rất là đẹp luôn, rất là xanh nữa các bạn ạ, đây rất là đẹp luôn. Đây thì em thấy có mỗi một ngồng hoa, 2 ngồng hoa thôi các bạn ạ, còn mỗi 2 ngồng hoa. Nói chung là những giò nhiều ngồng hoa thì vườn em cũng bán hết rồi, bán hầu như là gần hết rồi, còn những trụ ít hoa thôi. Còn những trụ này thì để các bạn chơi thân, về chơi thân lá nha. Cái trụ này em chia sẻ cho các bạn là 550.000 cho hình số 13. Một trụ như thế này rất là đẹp luôn. Này, dế đằng sau này rất là đẹp luôn, như thế này. 550.000 cho hình số 13. Một trụ giá hương tam bảo sát. Đây, hôm nay em lên cho các bạn khá là nhiều trụ giá hương tam bảo sát để các bạn lựa chọn nha. Để các bạn chọn về chơi. Đây cũng là một trụ giá hương tam bảo sát này. Hình số 8, 600.000, 600.000 cho hình số 8 nha. Giò này em thấy có 2 ngồng hoa, cũng có 2 ngồng hoa thôi. Giò này em thấy cũng có 2 ngồng hoa thôi. Đấy, rất là đẹp luôn, như thế này nha các bạn nha. Cái giò này 600.000 cho hình số 8 nha, 600.000 cho hình số 8, rất là đẹp luôn. Để cho các bác về siêu tầm những dòng to như thế này để về các bác chơi. Đây, em chia sẻ tiếp cho các bạn một trụ như thế này nữa các bạn ạ. Một trụ như thế này nữa. Trụ này thì khá là đẹp. 1 2 3. Trụ này có 3 4 ngồng hoa. Có 4 ngồng hoa nha các bạn nha. Có 4 ngồng hoa. Cái giò số 9 em chia sẻ cho các bạn là 600.000, toàn hàng lá xếp như thế này các bạn ạ. Xếp quá là xếp luôn. Đấy, toàn những cây xếp cổ dục như thế này rất là đẹp luôn. Cái giò này em chia sẻ cho các bạn 600.000 cho hình số 9, một trụ giá hơn tam bảo sát rất là đẹp luôn. Đấy, em chia sẻ cho các bác những trụ như thế để các bác về chơi. Đây em vào tiếp này, đây là một cái dòng nói chung là rất là nổi Lai Châu, đấy là kèn Lai Châu nhé các bác nha. Kèn Lai Châu, kèn Lai Châu này thì nói chung là bây giờ rất là hiếm rồi, lên rừng thì chỉ có tìm được những cái cây bé tần tầm này thôi, tầm cái gốc bé bé này, đấy, tầm 2-3 sen, chỉ có đi tìm được những cây như thế thôi, nhưng mà rất là hiếm các bạn ạ, rất là hiếm. Cái cây này có 4 ngồng hoa,
À, có bốn mần gốc và một thân hoa, rất là khỏe luôn các bác ạ. Đang ra rất là nhiều dế. Cái giò kèn Lai Châu chia sẻ các bác là 550.000 cho hình số 14 kèn Lai Châu nha, hoàn thảo kèn Lai Châu này. Em chia sẻ cho các bác là 550.000. Đây, em lên cho các bác một cái giò đùi gà trắng. Đây là đùi gà hoa trắng nha, trắng tuyền luôn các bác ạ. Trắng tinh luôn, trắng như tuyết ấy, rất là đẹp luôn. Cái dòng này thì em chia sẻ cho các bác là 600.000 cho hình số 11 cho cái giò như thế này nhá các bác nhá. Đây toàn thân tơ thôi, mình gốc còn chưa lên. Em chia sẻ cho các bác như cái giò như thế này để các bác về chơi. Nói chung là đùi gà trắng này thì vườn em còn mỗi một giò này thôi. Còn mỗi giò này thôi. Có duy nhất mỗi một giò này chia sẻ cho các bác về làm giống chơi. Cái giò này đây toàn thân tơ, thân hoa này. Đây, hai thân hoa toàn thân tơ, rất là đẹp luôn các bác ạ. Như thế này nhá. Chia sẻ cho các bác là 600.000 cho hình số 11 đùi gà hoa trắng nha. Đây em lên tiếp cho các bác này. Đây là một cái giò giáng hương đôi cáo, một mẹ một con, một thân hoa rất là béo luôn. Thân hoa thì thật cực kỳ là to luôn, to hơn cả cái đúa mình ăn cơm các bác. Nên cái thân này thì rất là khỏe. Những ngồng hoa mà to như thế này thì nó phải dài tầm 70, 80 hoặc đến 1 mét. Đấy. Thân hoa hoa cáo này thì nói chung là rất là dài các bác ạ. Cái thân bé béo như thế này, những ngồng béo như thế này là nó khá là dài. Nói chung là nó rất là dài luôn. Đấy. Cái cây này có cái lá này em để được mấy ngày nay nó nắng quá, nên là mưa cái là nó bị nứt ở đây các bác ạ. Các bác có thể mang về mua keo liền sẹo bôi vào là được, nó sẽ đỡ. Các bác buộc lên như thế này và nó sẽ đỡ, nó sẽ liền lại nha các bác nha. Một mẹ một con, em chia sẻ cho các bác cái giò này 350.000 cho cái hình số 12 để cho các bác về chơi một mẹ một con nha các bác nha. Ở đây em chia sẻ tiếp cho các bác. Nói chung là dòng này thì vườn em hết rồi, chỉ còn giống thôi các bác. Đấy, chỉ còn giống thôi. Đấy, cái giò này 300.000 cho hình số 1. Cho hình số 1 nha. Rất là đẹp luôn. Đây là một dòng kiểu vuông, giống. Giống kiểu vuông nhá các bác nha. Để chia sẻ các bác về làm giống chơi. Cái giò này 300.000 cho hình số 1 kiểu vuông. Kiểu vuông giống nha. Ở đây em lên tiếp cho các bác dòng dáng hơn đôi cáo vít vừa nghe này. Cái này thì quá là vít luôn các bác ạ. Toàn hạt phơi nhánh này. Đấy, có hai ngồng hoa phơi nhánh nhưng mà cái ngồng này bị gãy rồi, gãy mất rồi các bác ạ. Nhưng mà vẫn được chơi hai nhánh này, rất là đẹp luôn. Hai cái nhánh này thôi đã được 5 sen rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, ngồng phơi ba nhánh này, rất là đẹp luôn này. Nói chung là cái này chắc cũng phơi nhánh nhưng mà bị gãy ở đây nên còn hai nhánh thôi. Còn vẫn lại thêm một ngồng hoa ở đây nữa mà không thấy phân nhánh, chắc là nhiều ngồng hoa của nó không phân nhánh được các bạn. Đây, cây bên này nó cũng có ba ngồng hoa nhưng mà không thấy phân nhánh. Cây rất là đẹp luôn. Cây thì quá là vip luôn các bạn. Lá từ gốc đến ngọn luôn, rất là đẹp như thế này. Em chia sẻ cho các bác là 2 triệu cho hình số 17 dáng hương đôi cáo nhá. Cáo Lai Châu này hoa rất là tím luôn này, hoa rất là tím luôn, như thế này. Đấy, còn bên này thân bên này thì phơi nhánh nhưng mà hoa ngồng hoa của nó rất là xanh luôn. Cái bên này thì hoa lại tím. Đấy, để các bác mua về chơi dòng phơi nhánh này 2 triệu cho hình số 17 cáo phơi nhánh. Đây em chia sẻ tiếp cho các bác. Đây cũng là một cây phơi nhánh nha các bác nha. Nó phơi nhánh này, có hai nhánh này. Đây nó bị thối rồi nên nó không dài được tiếp nữa. Đây cũng phân một nhánh này. Cái thân này nó phân nhánh nha. Cái cây nhỏ bên này cũng phân nhánh nha các bác nha. Cũng phân nhánh nhưng mà nhánh bị thối rồi. Với lại cái ngồng ở trên này thì bị di chuyển đi lại xong rồi nó bị gãy rồi các bác nha. Các bác chơi mùa này thì hơi ít hoa, chỉ có mấy thân bên này thôi. Thân phân nhánh bên này các bác chơi, thân bên này thì không còn hoa để chơi rồi. Cái giò này em chia sẻ cho các bác là
2 triệu cho hình số 16 nha các bác nha. 2 triệu cho hình số 16. Rất là đẹp luôn. Như thế này để các bác về chơi. Hạt phơi nhánh nha, cáo phơi nhánh nha. Đây, em chia sẻ tiếp cho các bác một cái dòng. Đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên hồng đen. Sơn thủy tiên hồng đen nha. Đây là nguyên một rề của nó nha các bác nha. Một rề của nó phát triển lên rụt to như thế này các bác ạ. To như thế này. Bây giờ nó đang mần gốc vẫn đang lên các bác ạ. Em thấy vẫn đang lên mần gốc. Thế giờ sơn thủy tiên hồng đen này, em chia sẻ cho các bác là 3.500.000 cho hình số 15. Rất là đẹp luôn như thế này nha các bác nha. Đây là nguyên một rề luôn. Một rề nó phát triển to như thế này các bác. Rất là đẹp luôn. Sơn thủy tiên hồng đen em bán cho các bác là 3.500.000 cho hình số 15. Đây em lên tiếp cho các bác này. Đây là một cái dòng hoàn thảo ý ngọc. Lúc nó nở hoa thì như thế này nha các bác nha. Rất là đẹp luôn. Hàn thì quá là đẹp luôn. Mần gốc thì rất là nhiều. Để năm sau các bác chơi mần gốc nó còn nhiều hơn thân hoa bây giờ nha. Rất là đẹp luôn. Mần gốc thì xanh chi chít luôn. Rất là nhiều luôn. Cái dòng này mà vào mùa sau thì nói chung là hoa thì rất là còn đẹp hơn gấp đôi bây giờ các bác ạ. Thế do hoàn thảo ý ngọc này em chia sẻ cho các bác là 220.000 cho hình số 1. Nói chung là cái dòng này nó nở hết hoa rồi. Hết sạch hoa luôn rồi. Không có cái ngọc nào để còn hoa cho các bác chơi rồi. Nhưng mà nói thật là các bác mua về bác chỉ có chơi vào mùa vụ sau thôi. Bây giờ là hết hoa rồi nhá. 220.000 cho hình số 1 hoàn thảo ý ngọc nhé. Ở đây trên tay em cầm làm hai giò sâm. Đấy. Sâm này là sâm được 2 năm tuổi rồi các bác ạ. Rất là đẹp luôn như thế này. Bác nào có thiện chí mua sâm về làm giống để trồng thì các bác liên hệ cho em nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Đây là sâm giống Lai Châu nhé các bác nhé. Sâm giống Lai Châu này. Bây giờ rất là, nói chung là trên này thì sâm này thì rất là nhiều người trồng để phát triển kinh tế các bác ạ. Dòng này thì nói chung rất là đắt luôn. Lá cũng bán được mà gốc cũng bán được các bác nha. Như thế này để các bác bác nào thiện chí mua thì gọi điện liên hệ cho em nhé. Em sẽ để cho các bác mua về trồng trục. Cái dòng này thì kinh tế rất là tốt luôn. Sâm Lai Châu một giò như thế này em bán cho các bác là 150.000. Đây là 2 năm tuổi nha các bác nha. 2 năm tuổi nên một giò được một cây như thế này là 150.000 cho những cây 2 năm tuổi. Còn những cây 1 năm tuổi đổ lại thì giá nó khác nha các bác nhé. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây và em xin chào tất cả các bác nhé.